Rồi, xin chào các bác nhé. Chào các bác đã quay trở lại kênh của em. Thì các bác xem một kênh của em ấy, nhớ đăng ký kênh nhé. Ở phía dưới có nút màu đỏ và nhấn vào nút chuông để nhận những video mới nhất em làm clip. Còn nhiều khi các bác có thể mua được cái món hàng các bác yêu thích. Thì kênh của em chuyên bán đồ Nhật các bác nhé, đủ các loại luôn, mặt hàng không thiếu gì cả. Rồi, hôm nay em sẽ test cho các bác một cái. Nói chung là chắc các bác cũng thấy ít khi mà thấy gặp nó lắm đấy. Thì các bác nhìn thế này chắc bác chỉ biết nó là cái thùng thôi. Thì đây là một cái tủ lạnh các bác nhá, tủ lạnh kho lạnh di động, theo như cái tiếng của nó là gọi là kho lạnh di động đấy. Thì dung tích của nó là 16 lít đây, nó có thấy không? Cái này nó đặc biệt là nó vừa nóng vừa lạnh, thì gọi như là làm lạnh vào mùa đông à, mùa xin lỗi các bác, làm lạnh vào cái mùa hè và giữ ấm vào mùa đông á. Như bên bên Nhật là nó mùa lạnh là rất là lạnh. Thì cái này thì em thì nó dành thường thường là nó để những cái chỗ nào mà không có điện. Đó. Thứ nhất là không có điện và thứ hai là đi di động. Đấy. Thì cái này các bác ví dụ các bác nào mà có xe ô tô xe tải ấy, xe tải mà có khoang nó rộng rộng một xíu á, hoặc các bác đi đường dài ấy đó, thì cái này thì em nghĩ là rất thích hợp với các bác đó. Tại vì cái này nó em sẽ nói tại sao thích hợp với các bác. Thì đây, cái này là model của nó đây nhá, cái này nó sản xuất tại China các bác nhá, nó xuất cho thị trường Nhật đó. Đây này, chỉ có Nhật mới xài chữ này thôi các bác nhá, chữ này không phải chữ của China đâu, thì nó sản xuất bên China thôi. Thằng IMN này các bác biết rồi, nó cũng rất nổi tiếng về sản xuất đồ điện tử đó. Đây này, hot này, nó nóng này, lạnh này, dung tích 16 lít này, đặc biệt này, nó sử dụng vừa AC 100V và DC 12V. Các biết rồi, AC 100V là thằng nào sử dụng rồi. Đấy. Ở đây là cái thùng nó. Rồi, thùng nó thì bỏ qua một bên. Thì bây giờ đến vào trực tiếp em nó. Đấy. Nó là 16 lít. Đó. Các nhìn thấy bên trong không? Còn rất là mới nhá. Rất là đẹp. Nếu các bác mà không thích xài nữa, cái này bỏ xuống, các bác để hai chai to, giống như là cái hình của nó để đây. Đây các bác nhìn này. Đó. Đấy, nó để mẹ Coca các thứ ấy. Nó sản xuất cái gì nó cũng đây. Đó. Đây à. 6,2 kg trọng lượng của nó. Thế này, cái này các bác có thể tháo cái khay này ra. Giống như bên này, này. Đấy cái hình này này, đó, tháo khay ra các bác có để được cái hai chai to. Chai mình hay gọi là hai cái chai lít rưỡi đó, bỏ lên. Còn rất là đẹp các bác nhá. Hai khay hai bên là để bia này, để nước ngọt này, hai chai. Nếu không bác mà không uống chai to thì để nguyên cái này để được nhiều nữa. Còn nếu uống chai to thì rút cái này ra là để được. Đó, dung tích nó 16 lít thì có biết rồi. Cánh cửa tủ này nhìn được bên trong các bác nhá. Đây là cái nội thất của nó. Nó còn bên trong nữa cơ, thì bên trong nó còn có cái gì nữa thì em không không có biết. Đây, đó. Bên trong cái chỗ này thì mình đâu có tháo ra được. Trong phần này đâu không tháo được. Phần dưới này nữa cũng không thể tháo ra được. Chỉ tháo được phần điện bên trên này, nhìn bên trên này thôi. Đó, đây là cái bo mạch các thứ của nó. AC. Quạt. Đây là thanh nhôm tản nhiệt, chắc là sử dụng cho mục đích là nóng hay sao. Rồi giờ em sẽ test cho các bác coi sơ sơ nhá. Đó. Các bác nào có nhu cầu thì mua, còn có một con thôi nhá bác nhá. Đây. Đấy, đây là bên sau của nó. Rồi giờ em sẽ nắp nó lại.
Hôm nay em sổ mũi. Cái bác này xài cái này, bác có xe tải to to á, xài cái này đá hợp lý luôn. Em đã thử cái bình ắc quy của nó rồi. Có hai nguồn điện này, đây là một nguồn điện 100V, đó, jack số 8 cắm test này, này. Đó. Đó, 100V thì các bác gạt xuống nhá, tại đây đây này, các nhìn thấy nó có công tắc này là chiều DC và chiều AC này, đó, giờ các bác sẽ hoạt động, đấy. Nó ngược lại nhá, nó ngược lại nhá, cái công tắc này. Ví dụ AC vào thì là chữ gút này là nó nằm phía dưới. Đó thì lúc mà gạt xuống phía dưới thì nằm phía dưới. Còn nếu mà DC vào thì các bác gạt xuống dưới thì nó lại nhảy lên trên, là nóng lên trên ấy. Tự động nó chuyển nó chế độ nóng bên trên. Nên các bác lưu ý là các bác phải gạt lên trên thì nó mới nóng xuống dưới. Nó mới dưới nó mới là lạnh, còn trên là nóng nhá. Nên bác đẩy cái đèn xanh thì là nhạy. Còn cái đèn đỏ là nóng á. Máy đang chạy. Nói chung là nó chạy thì rất êm rồi. Đó đây DC 12V bên đây. Thì đây em đang găm một cái bình ắc quy này. Đấy, em thử mà, thử chức năng nó thôi. Đó, cái bình ắc quy 12V đó. Đấy, thì máy nó đang chạy, nó đang hoạt động. Đó, các bác sơ tay vào thấy bắt đầu thấy lạnh lạnh rồi. Không biết nó làm một cái gì, cái đó thì em không có rành. Nhưng mà... rồi giờ đấy là nguồn DC. Bây giờ em sẽ đây là nguồn AC, xin lỗi các bác. Thì bây giờ em sẽ thử nguồn DC. Thì DC thì cái này nó không có vừa. Cái lỗ DC này nó không vừa, em lấy một cái mài nó mòn. Còn cái này các bác về mua cái nào vừa vừa để bác nắp vào. Nó cũng dùng số 8 nhưng em mài nó mòn đi em bỏ vô. Tại vì nó lại mới khác với cái jack DC, lại to hơn là nhỏ hơn một xíu. Thì ra bỏ cái không vừa. Đó, giờ em sẽ thử DC các bác nhá. Đây này, cái nút gạt đang off. Em sẽ gần lên DC này. Nó điện một chiều. Rồi. Đó, thấy không? Nó chạy chế độ nóng này. Bác nhìn thấy không? Mình vẫn để công tắc phía lạnh mà nó chạy chế độ nóng này. Giờ mình phải gạt lên trên, đó nó mới chạy chế độ lạnh. Bác lưu ý nha, lúc bác chuyển điện là bác phải chọn công tắc này nhá, AC và DC hai chiều khác nhau nhá, không là nó hư đó. Rồi lạnh ok, em sẽ chuyển sang chế độ nóng xem mà nó thế nào. Chế độ này gọi như là giữ ấm ở mùa đông đó. Mùa đông mà lạnh thì là giữ ấm. Đó, các bác xài ô tô thì ok. Đó, đúng là chế độ nóng đó, nó làm tan hết mấy cái lạnh bãi rồi. Đó, nó nóng lên rồi các bác ạ. Nó nóng lên rồi. Đó. Khi DC các bác lưu ý nhá, khi DC là nó sẽ khác. DC là cái lạnh là cái mình phải gạt xuống dưới. Còn gạt lên trên thì nó lạnh phía dưới. Gọi như nó ngược lại với AC. Vậy thôi. Nhưng mà chỉ gạt cái công tắc bên này thôi các bác nhá. Chỉ gạt cái công tắc mà chọn nóng và lạnh thôi. Còn DC thì bác vẫn gạt từ ban nãy rồi, nó chỉ có hai cái à. AC và DC. Thì nó chỉ lộn lại cái phần nóng và lạnh ấy. Đó, nó nóng rồi các bác nhá. Nó nằm nóng rồi. Phải sờ trong này nó nóng rồi bác. Rồi dung tích nó 16 lít thì bác nào có nhu cầu liên hệ với em qua số điện thoại trên màn hình. Thì giá của cái này nó là 900 các bác nhá. 900 ngàn. Rồi xin chào các bác. Tủ lạnh di động.